Chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học. Hôm nay, cô dẫn các bạn chúng ta tìm hiểu nội dung của phần Liên Xô và các nước Đông Âu. Và các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Chúng ta ghi cho cô nội dung. Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay. Ghi cho cô. Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay chương 1 Lên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên chương 1 Lên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đăngghi vào nhé phần 1 lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay chương 1 Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai bài 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Mục tiêu bài học của chúng ta phần 1 là mã chúng ta sẽ học về liên à, xô, phần hai là mã ta học về đông âu, phần 3 là mã ta sẽ học về sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có ba nội dung, nhưng thứ nhất một là mã là liên xô, nội dung thứ hai là đông âu, nội dung thứ ba là sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Các bạn ghi câu phần 1 là mã liên xô. Một đa mã liên xô Chúng ta quan sát cho cô đây là Nước đồ của liên xô Đúng nào Nước đồ liên xô Liên xô là Ai tìm ở cho cô về liên xô không Liên xô Nào chưa có có ai hiểu liên xô không biết gì về tương tin liên xô không Nào liên xô hay còn gọi là liên bang xô viết đúng nào gì nữa ừ. Nào Liên Xô so hay Liên bang Xô Viết, tên chính thức là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, là một cựu quốc gia nằm ở phía Bắc lục địa Á Âu, tồn tại từ năm 1922 đến năm 1991. Đây là một quốc gia đơn đảng do Đảng Cộng sản Liên Xô so lãnh đạo với với Moscow là thủ đô của nước Cộng hòa lớn và đông dân nhất Liên Xô, so, Nga Xô Viết. Các trung tâm đô thị lớn khác gồm có Nga Xô Viết, Kiev, họ gọi là Ukraina Xô Viết hoặc là Nga Xô Viết đây từng là quốc gia lớn nhất trên thế giới có diện tích khoảng hơn 22 uh, 52... trải <laughs> dài 11 múi giờ nằm quần xã sinh vật chính của Liên Xô là lãnh nguyên rừng taiga thảo nguyên sa mạc và núi dân số đa dạng của quốc gia này gọi tên chính thức là người Liên Xô. Liên Xô được thành lập từ cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 với tên gọi là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga, gọi là Nga Xô Viết. Khi đảng Bolshevik do Lenin lãnh đạo lật đổ chính phủ lâm thời Nga, chính phủ đã thay thế chế độ chuyên chế của Nga hoàng Nikolai II trong chiến thế giới thứ nhất. Năm 1922, sau cuộc nội chiến kết thúc bằng chiến thắng của đảng Bolshevik, Liên Xô được thành lập được thành lập thống nhất thống nhất những quốc gia cộng hòa bao gồm nga ngoại ukraine và belarus lenin qua đời vào năm 1924 đã dẫn tới cuộc chiến tranh chấp quyền lãnh đạo đúng không rồi chúng ta hãy dùng như vậy nhé rồi chúng ta sang phần nhìn hành tiếp theo đó là quốc kỳ và quốc huy liên xô đúng không Đây là hình ảnh quốc kỳ và quốc huy của Liên Xô. Các bạn hình... Ừ. Còn ừ. gì nữa không nhỉ? Rồi chúng ta xem tiếp nhé. Một nhỏ công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950. Ta đi tới câu phần một nhỏ. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950. Nào, ghi vào. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945, 1950. Nào. Sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít, Liên Xô bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá và tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn phát triển mới này còn gắn liền với sự ra đời, ra đời của các nước dân dân chủ nhân dân ở Đông Âu và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Bước ra khỏi Bước ra khỏi của chiến tranh thế giới Thứ hai, tuy với tư thế của người chiến thắng Nhưng Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề Hơn 27 triệu người chết 1.710 thành phố Hơn 70.000 làng mạc Gần 32.000 nhà máy Xí nghiệp và 65.000 km đường sắt bị tàn phá